nhiều học sinh ở thành phố Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau bữa ăn ở trường. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, chiều ngày 21 tháng 12, nhiều học sinh của trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm với biểu hiện đau bụng, nổi mẩn ngứa đi ngoài sau bữa ăn ở trường. Đến sáng nay, có 5 học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa. 4 học sinh khác đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như là đi ngoài, đau bụng. Theo nhiều phụ huynh, sau bữa ăn trưa ngày 21 tháng 12, đến đầu giờ học chiều cùng ngày, có nhiều học sinh bị nôn, đau bụng với các triệu chứng, dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, nên giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh đến trường đưa con về. Cuối ngày, nhiều học sinh đau bụng đi ngoài nhưng gia đình tự điều trị, chăm sóc con ở nhà, không nhập viện. Đến sáng nay vẫn còn nhiều học sinh phải điều trị tại bệnh viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, đi ngoài, sốt. Trường tiểu học Điện Biên 1 có hơn 1.000 học sinh nhà trường ký hợp đồng với công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ phúc nguyễn ở thành phố thanh hóa cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh của trường